Ui. Alo, Rom hả? Đi chơi chán không? Ừ, để tao gọi bạn gái tao ra nhé. Làm gì đến với anh đi, cứ nghĩ suy vần vơ thì bao giờ thôi nhớ. Tối nay em làm gì đến bên anh đi, uống một ly trà chanh cùng anh đi chơi nào. Tối nay em làm gì ăn tối chưa em, cứ nhắn tin với em thì anh chẳng lo đói. Tối nay em làm gì sao không reply anh, cứ để anh ngẩn ngơ thần thơ như mất hồn. Anh gọi sao em không nghe chuông đợi, và đang ngẩng lên em bợ, hay đang bên ai, hay giận hay xấu anh đã xóa hay ngại lưu tên. Anh gọi sao em không nghe chuông đợi, vẫn đang ngừng lên em bận, hay đang bên ai, hay giờ hay số anh đã xóa hay ngại lưu tên. Please pick up your phone, em ơi anh xin em hãy nghe máy. Gọi em từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, đâu dây bên kia sao vẫn im re ấy. Để anh đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải ngóng trông, để xong em thủ thị cho căn phòng đỡ trống không. Hay chắc tình mình đã sang trường khác, nên tối nay anh lại một mình chúng ta. Không thấy reply của nàng nên anh cứ lang thang, cứ nghĩ suy vần vơ làm thơ chờ tin nhắn. Bấm số phone gọi nàng sao thấy hoang mang, chuông cứ kêu o e mà nghe tắt máy rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Em ơi em, cuộc gọi từ anh cho em nghe máy, sao em vẫn chưa nghe. Chắc đầu dây bên ấy đã bật yên lặng và đèn có ai care. Tay kia họ giữ lại, tay còn lại còn nắm lấy tay em. Anh ta có đang thấy anh hôn lên trên trán, hay đang làm mờ đi vết son môi em. Em có đang cùng với anh ta dắt tay cùng nhau đi khắp phố, có ngồi lại với nhau và ăn cây kem, trò chuyện selfie chờ tranh nơi góc phố. Anh ta có đang làm những điều anh không thích, hay điều đó có khiến em hài lòng? Chắc giờ anh hỏi cũng chỉ là vô ích. Nhưng tối nay em làm gì nói anh nghe được không? Tối nay em làm gì đến với anh đi, cứ nghĩ suy vần vơ thì bao giờ thôi nhớ. Tối nay em làm gì đến bên anh đi, uống một ly trà chanh cùng anh đi chơi nào. Em à, cuộc gọi từ anh tại sao em vẫn chưa nghe. Tối nay em làm gì ăn tối chưa em, cứ nhắn tin với em thì anh chẳng lo đói. Tối nay em làm gì sao không reply anh, cứ để anh ngẩn ngơ thần thơ như mất hồn. Anh không biết giờ này em đang đi với ai, hoặc là anh không biết câu chuyện này đúng hay sai. Nhưng em à, hãy nhấc máy đi. Anh xin em, hãy nhấc máy đi em. Please, please. Không thấy reply của nàng nên anh cứ lang thang, cứ nghĩ suy vần vơ làm thơ chờ tin nhắn. Bấm số phone gọi nàng sao thấy hoang mang, chuông cứ kêu o e mà nghe tật may dù. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang đi chơi cùng một thuê bao khác, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không thấy reply của nàng tim anh cứ xôn xao, uống mấy ly trà chanh ngồi canh chờ đến sáng. Thôi đừng quá nghĩ suy vội vàng, xin chớ hoang mang. Chắc nàng đang sạc pin vì phone hết pin rồi. Yes, phone em đang sạc nha vì em hết pin mà. Yes.
đến với